Hai là cái đức bát nhã. Pháp thân chỉ cho cái tánh giác, chỉ cho Phật. Bát nhã là pháp. Bát nhã là gì? Cái người mà quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật thời thì là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Thế thì là bát nhã có nghĩa là phải nhìn sự vật hiện tượng qua cái tánh, tất cả đều là biến, đều là y tha duyên di sanh, di sanh khởi. Người nào nhìn giảng pháp bằng cái con mắt giác ngộ tỉnh thức, thấy tất cả giảng pháp đều là y tha duyên di sanh khởi, thì người đó là tự nhiên, nghĩa là tự mình hóa giải được cái tánh chấp ngã, cái tánh thường kiến, xa rời được là được thường kiến, xa rời được là đoạn kiến, xa rời được là các cái tánh khổ, khổ không. Mình không còn thấy giảng pháp là không có gì nữa, mà mình thấy giảng pháp là y tha duyên nhi sanh. Thành ra cái thứ hai là cái bát nhã. Bát nhã là chỉ cho cái tánh của vạn pháp là duyên sanh, là y tha khởi. Từ cái nhận thức, cái giác ngộ của cái tánh của Phật, của pháp thân Phật, và sử dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật nhận thức sự vật hiện tượng không có sai lầm, không có sai lầm, cho nên không có cái phiền não vô minh nó sinh khởi, nó tác động. Vì vậy mà không có đau khổ, nó thành ra cái đức, cái đức giải thoát, tức là niết bàn. Pháp thân bát nhã giải thoát, thành ra một Phật là thành tựu được ba cái đức đó. Không có tách cái nào ra được hết, phải có đủ ba đức đó. Do vậy cho nên trong niết bàn nó có pháp thân và bát nhã, trong bát nhã nó có pháp thân và niết bàn, và trong pháp thân nó có bát nhã niết bàn. Ba cái đó nghe là nó quyện chặt lấy nhau, trong cái này có cái kia, giống như là cái chữ y. Trong kinh nói rằng là trên cái trán của Phạm Thiên là có cái chữ y như vậy đó. Chữ y đó mà nếu thiếu một nét nào đó, ba cái dấu ở trên đó mà đứng khác đi, nó không thành chữ y được. Phải đứng như vậy đó, ngang hàng cũng không được, mà hàng dọc cũng không được, mà phải đứng đúng kiểu của nó như vậy thì mới thành chữ y được. Niết bàn của Phật cũng vậy, phải có pháp thân bát nhã và giải thoát. Do vậy cho nên Phật niết bàn, nói Phật niết bàn chứ kỳ thật Phật không có mắt. Vì niết bàn tức là pháp, pháp thân bát nhã. Mà pháp thân thì là thường trụ, chúng ta sẽ học tại pháp thân là phải là thường trụ. Do vậy cho nên là pháp thân đó thường trụ, thì pháp thân cùng niết bàn không thể tách rời ra được. Vậy thì niết bàn cũng thường trụ. Do vậy cho nên nói rằng Phật nhập niết bàn, kỳ thật Phật chẳng có chết chóc gì, chẳng có mất mát đi đâu. Thành ra học cái này nè, để ý nè, để ý rằng phải học Phật, phải học rằng là Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, và niết bàn thường trụ. Hơi khó nghe nha, hơi khó nghe, nhưng mà đều đọc kỹ tư duy là vẫn hiểu được. Bạch Thế Tôn, các pháp quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Thế Tôn khéo dạy cho chúng con thì vô thường là ưu việt hơn hết. Ví như các dấu chân thú, dấu chân voi lớn hơn hết. Vô thường quán nếu tinh tấn tu tập có thể trừ hết ái nhiễm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trừ hết vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Nói đúng quá. Nếu mà chúng ta học cái giáo lý, cái Tạng A Hàm, kinh điển Tiểu Thừa thôi, thì lời nói này quá đúng. Người tu vô thường quán, thành tựu được cái vô thường quán, thì có thể xa lìa được tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thầy. Thấy được cái tính chất nhân gian phú quý qua gian lộ,
thấy được sự giàu sang vinh hiển trọng hậu của thế gian đó ha. Nó giống như là cái giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa. Người mà tu vô thượng tưởng á, vô thượng quán thành tựu là người ta thấy được cái đó. Bằng cớ ví dụ như mình nghe ông tổng thống Philippines này giàu khổ vô cùng, danh vọng đó, địa vị đó, tột đỉnh vinh quang đó, nhưng mà bây giờ là sắp bị trút hết. Còn như là tổng thống Sukarno và người con út con tổng thống bây giờ là đang trốn chui trốn nhủi. Tổng thống Sukarno thì cũng đòi ra tòa mãi mà viện cớ là già, một tiền bạc thì là tỷ tỷ không tỷ tỷ đô la đấy. Là cái người mà tu vô thượng tưởng là như đây nói đó, nó hơn hết, quan trọng giống như tất cả dấu chân là dấu chân voi lớn hết. Người tu thành tựu được vô thượng tưởng là thấy được cái tính chất nhân gian phú quý qua gian lộ. Sự giàu sang vinh hiển của thế gian là giống như cái giọt sương động trong cái lòng của cái bông vậy. Thế thượng công danh thủy thượng âu, công danh trên đời này nó như bọt nước ở đầu gần, nó mong manh, nó tạm bỡ, nó giả dối, nó không có thật. Điều này ai cũng thấy. Chúng ta mỗi ngày đọc báo trong nước ngoài nước đều là chứng minh cụ thể về vấn đề đó. Cho nên đây là cái ông Ca Diếp này, ông đưa ra cái lý luận tu vô thượng quán công dụng hơn hết, giống như dấu chân voi so với các cái dấu chân của các thú khác. Nhưng mà không phải vậy nha. Lý luận nghe ngon vậy mà không phải vậy. Đó là bất liệu nghĩa. Bất liệu nghĩa thì vô thượng quán lớn hơn các phong hóa khác, giống như dấu chân voi lớn hơn dấu chân của các con thú khác. Nhưng mà nói về liệu nghĩa thì nó lại không phải vậy. Bà Thế Tôn, nếu như Lai đã lìa hẳn các ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng, thì Như Lai không cần phải nhập niết bàn mà chi chết học. À, nếu Như Lai thành tựu được cái pháp quán đó thì Như Lai còn sợ gì? Xa lìa vô minh kiêu mạn vậy, xa lìa được thường tưởng rồi, thì như chuyện gì mà Như Lai phải nhập niết bàn? Như Lai còn phải sợ cái gì nữa? Chẳng lẽ là mình viết sách luật là rồi mình trốn chạy à? Mình tự tử à, vì sợ cái sách luật à? Chẳng lẽ mình viết sách binh thơ rồi mình trốn chạy, mình sợ chiến đấu binh thơ à? Cho nên Như Lai đã hiểu hết rồi thì Như Lai còn cần phải nhập niết bàn mà chứ. Còn như chẳng lìa hẳn được thì cớ sao Như Lai dạy chúng con rằng tu vô thường quán trừ được sự ái nhiễm của ba cõi. Trừ được sự ái nhiễm của ba cõi. Vậy thì Như Lai tu vô thượng quán thành tựu chưa? Nếu như thành tựu rồi thì trừ được sự ái nhiễm của ba cõi. Mà đã trừ được sự ái nhiễm của ba cõi thì chuyện gì Như Lai phải nhập niết bàn để mà trốn chạy nó chứ? Ghê gớm vậy, ta lý luận vậy. Như Lai dạy rằng tu vô thượng quán trừ được sự ái nhiễm của ba cõi, của vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Bạch Thế Tôn, không ai có thể khen cây chuối là cứng chắc được, cũng như không ai có thể nói ngã nhân chúng sanh thọ mạng tác giả thọ giả là chân thực. Bả xác không còn dùng được, trái trôm không có mùi thơm. Cái này phải ở vườn mới biết. Bả xác thì không dùng được, ví dụ như xác mía thì không dùng được rồi. Bả đậu thì để mà làm phân thôi. Còn cái trái trôm á, ở vườn mới biết. Cái trái trôm á, khi mà nó trổ ra nó có cái mùi mà người ta gọi là cái mùi thúi, tức là cái mùi hôi của nó gần như là thúi vậy. Bả xác không còn dùng được, trái trôm không có mùi thơm. Thân thể con người không ngã, không chủ. Chúng con tu vô ngã quán thấy biết rõ những điều đó,
không bao giờ có dấu chim bay trong hư không. Người tu tập pháp quán vô ngã không còn các thứ kiến chấp. Đức Phật khen rất tốt, các thầy khéo tu tập pháp quán vô ngã. Pháp quán vô ngã, pháp quán vô thường, các thầy tu tập tốt. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngoài pháp quán vô ngã, chúng con còn xuyên tu các pháp vô thường, khổ, không và bất tịnh nữa. Bạch Thế Tôn, người sai tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa cỏ cây núi rừng đều xoay nghiêng đảo lộn, không tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì không gọi là bậc hiền thánh. Vì người này nhiều phóng vật trôi lăn trong sanh tử, khổ não ưu bi. Vì vậy chúng con siêng năng tu tập các pháp tu vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh quan. Đại chúng làm dấu chỗ này nha, về đọc tiếp coi. Câu nói rất hay như vậy mà Phật vỡ, Phật gầy, Phật dạy cho đọc tôi nói nghe là nó tươi tỉnh người ra, và nó sung sướng lạ lùng qua cái nhãn quan của Đại Thừa mà nhìn cái giáo lý vô thường, vô ngã, khổ, không và bất tịnh. Để ý cái bài này hết sức độc đáo của Đại Thừa. Ta ngừng ở đây hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thề nguyện học mở vật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thank you.